Để xảy ra tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang, vì đã có dấu hiệu can thiệp vào phần mềm hệ
biển số phương tiện giao thông sai quy định. Có nghĩa là chúng ta tưởng là chúng ta đang sử dụng phần mềm, thế là như hiện nay này để cấp biển số là khách quan, nhưng thực ra là con người vẫn hoàn toàn vẫn cần thực hiện. Và nếu việc đấu giá biển số này cũng được đưa vào thực hiện thì tôi nghĩ rằng để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và phòng tránh được cái sự can thiệp đúng vô tư của vô tư hay là con người vào, để ngăn chặn được cái tiêu cực, thì ngoài lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá cùng uy tín thì cần phải thành lập một cái như là một cái trung tâm giám sát việc đấu giá này, chứ không thể giao phó hết cho cơ quan công an được. Và cái trung tâm này, trung tâm giám sát này cần phải có những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, và phải được là chứng dụng và được là ở nhiều ngành khác nhau. Ví dụ như là không thể thiếu được các chuyên gia của nhà mạng, mà cái phần mềm của cái tổ chức đấu giá sử dụng đấy, ví dụ thanh tra chuyên ngành thì khác có liên quan đến vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng là hoặc là một cái bộ phận giám sát cái gì đấy gọi là nhưng mà dứt khoát phải có gì đấy là có bộ phận giám sát cái việc đấu giá này của cái công lập và không phụ thuộc vào đấy là cấp trên của mình hay cái này cái kia. Thì đây là với cái khả năng của mình thì tôi chỉ là muốn gợi ý như vậy thôi đấy, để làm sao đó là trong quá trình thực hiện cái việc mà tổ chức cái đấu giá cái nghị quyết này đã thành công đưa vào trong thực tiễn thì khi mà chúng ta tổ chức cái đấu giá này, đặc biệt là đấu giá qua cái hệ thống gọi là trên mạng, thì rõ ràng là không thể không nói như tôi vừa nói là không tránh được có cái sự là tiêu cực hoặc can thiệp, nhưng mà để đáng chịu để làm sao hạn chế được thế thì không thể thiếu được phải có một giám sát độc lập mà người ta không phụ thuộc vào cái cấp trên của mình. Thế thì tôi nghĩ là như vậy, tôi chỉ một vài cái điểm gợi ý như vậy thôi ạ. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục câu chuyện thời sự với chủ đề cần có những hành lang pháp lý nào để quản lý hoạt động đấu giá biển số xe một cách hiệu quả. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị dành ít phút cho chuyên mục quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa bệnh viêm đường hô hấp. Thưa quý vị, viêm họng mãn tính với những biểu hiện họng đau rát, nuốt vướng như có gì trên đường cổ, có dữ dội cả tràn dài, ho nhiều về đêm không ngủ nổi, đờm nhiều. Các triệu chứng trên tái đi tái lại nhiều lần và kéo dài dai dẳng trong khoảng thời gian dài. Và nguyên nhân do tình trạng viêm kéo dài gây tổn thương niêm mạc họng, dẫn đến hàng rào bảo vệ vùng hầu họng trở nên lỏng lẻo, dễ kích ứng và gây nên đợt viêm mới. Đây là bệnh lý rất hay gặp ở những người phải nói nhiều,